là một cậu sinh cỡ như anh cũng phải đứng đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok dừng tới luôn, nắm chặt tay em có lo mới buồn. Gucci hay là LV, chỉ cần em thích cứ hay đi. Facebook em 100,000 follow, anh cưa những anh mới bao đầu. Gặp mặt lần đầu at Zalo, hot TikToker by Gato. Chân chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên thường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.